Hello, chào tất cả các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số nha. Hôm nay mình làm cái clip nói về cái vấn đề là cái bệnh xanh màng trên những con Samsung nha các bạn. Thường cái bệnh này á là những đời mà Samsung là A8 nè, A8 Note, Note 8, X9 với lại Note 9, nói chung là mấy đời sau này nó hay bị cái bệnh xanh màng nha các bạn. Cái bệnh này thì nó có hai nguyên nhân. Đầu tiên á là thường là các bạn xài á, các bạn tin tưởng vào cái nói chung là thần tượng cái khả năng chống nước của Samsung đó các bạn. Các bạn đi biển, tắm biển, đi mưa rồi đó, các bạn xài thời gian là nó sẽ ngấm nước vô màn hình đó các bạn, nó sẽ gây cái tình trạng là xanh màn hình nha các bạn. Còn cái tình trạng thứ hai là các bạn đi dán cường lực các bạn dán cường lực mà cái loại cường lực mà UV ấy, là nó sẽ có cái keo nó dán là khi mà keo mà nó dán dư các bạn, nó sẽ tràn xuống mép màn hình. Và cái keo UV đó là cái keo đó chỉ gọi bằng cái đèn UV nó mới khô được, thì nó tràn xuống cái mép thì lâu ngày nó giống như nước các bạn, nó sẽ ngấm từ từ vô cổ màn hình, nó sẽ cũng gây ra tình trạng là xanh màng. Cái tình trạng mà khách quan nhất đó là mình xài thời gian thì nó tự bị, nhưng mà cái trường hợp đó rất là ít, nên hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn và cái khắc phục cái nỗi xanh màng bên mình nha các bạn. Đây trên màn ảnh của các bạn là mình đang có 4 model S8, S9, S10 và Note 9 nha các bạn. Đây mình sẽ mở từng con cho các bạn xem luôn nha. Cái những màn hình này mình đã tắt ra sẵn rồi để cho các bạn xem nó đỡ tốn thời gian. Đây các bạn, cảm ứng ok, nhưng mà cái con này xài là thời gian một hồi là nó bị xanh màn hình nha các bạn. Đây con này là S8. Những con này thì nó bị nhẹ nha các bạn. Nó bị nhẹ thì nó xài tầm khoảng một hồi, khoảng máy mình nó nóng lên nó mới bị nhẹ nha các bạn. Đây con này là nó bị nhẹ. Đây mình sẽ mở con này cho các bạn xem. Như con này là S9 nè. S9 này bị nặng nha các bạn. Đây, con này nó bị xanh luôn nha các bạn. Nặng vừa, nặng vậy là vừa thôi. Đây mình sẽ mở qua cái S10 LED cho các bạn xem nè. Rồi mình sẽ mở cái S10 lên cho S10 LED cho các bạn xem. Con này thì bị nặng luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái đường sọc nhè nhè luôn rồi. Cái này mà mắt thường thì nó dễ thấy hơn, nhiều khi mình lên cam các bạn mình khó thấy. Trên camera quay phim thì mình có thấy con này thì bị nặng luôn nè. Nó sẽ sọc ngang vậy nè. Cái màu sọc nó là màu xanh nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ mở con Note 9 cho các bạn xem. Đây con này cũng bị nặng luôn nha các bạn.
con này là bị nặng hơn con S10 Plus luôn. Con này là vậy nhưng mà khách xài các bạn, khách xài mới tình trạng ban đầu thì khách xài tạm được, xài thời gian thì nó bị nặng hơn, bây giờ khách phải bắt buộc khách phải đi qua đến bên mình để khắc phục nha các bạn. Cái này thì mình xài cái mắt mình nó nhìn khó thấy các bạn, khó chịu lắm. Đây mình giới thiệu cái những cái cổ cáp bên mình nha các bạn. Đây những cổ cáp neo bên mình nha các bạn. Đây là mình giới thiệu một số cái tượng trưng thôi, còn nhiều mã nha các bạn, tại vì Samsung có nhiều mã. Đây cáp neo của công ty nha các bạn. Đây mình sẽ ép cái cáp này lại, cái cáp nối màn hình lại, nó sẽ quay lại tình trạng ban đầu thôi. Ok, bây giờ mình tiến hành mình làm luôn nha các bạn. Mình đã tháo cái phần cổ cáp lỗi ra, giờ mình tiến hành mình vệ sinh cái keo này, mình ép vô nha các bạn. Cái công đoạn mà nó tháo cái phần cổ này ra nó hơi lâu nha các bạn. Dính cái miếng này nên mình bóc quỷ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm lại. Nó lửa da từ từ nó sẽ đưa xuống, nó dập cái cổ mà một hình mình lại cho các bạn. Khi mình ép xong mình tiến hành test lại nha các bạn. Các bạn màn hình nó mất cái sầm với nhiều mãi nha các bạn, trắng lại nha các bạn. Xong nha các bạn. Bây giờ cái hàm gập cổ lại luôn nha các bạn.
tiếp tục mình test lại nha các bạn. Ok các bạn, màn hình lên sáng đều nha các bạn. Khi mình ép xong rồi mình test lại nha các bạn. Các bạn, Galaxy Note 9 nó lên rồi nha các bạn.
vừa rồi mình đã hoàn thành xong cái mình đã khắc phục cái bốn cái dòng máy này tình trạng là xanh màn nha các bạn, mình đã khắc phục xong nha các bạn. Hiện giờ màn hình nó sáng đẹp rồi đó. Ngay trong quá trình mình xài, các bạn nào có làm rơi nước hay là thì tình trạng như mình nói ở đầu clip đó, các bạn hãy liên hệ bên mình nha. Thời gian làm những cái lỗi này tầm khoảng 1 đến 2 tiếng nha các bạn. Đây tất cả ok nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.